Ngày 10 tháng 3 năm 2021, mạng xã hội dậy sóng với thông tin hình ảnh về clip xin vía học giỏi từ búp bê của YouTuber Thơ Nguyễn trên TikTok hơn 900.000 lượt theo dõi của mình. Trong đoạn clip này, Thơ Nguyễn ôm một con búp bê với tên gọi là Cứ Ma Mập, tự xưng là mẹ và gọi búp bê là con. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con cái thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Thơ Nguyễn. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng Thơ Nguyễn đang ngầm nhắc đến, thậm chí là truyền bá việc nuôi Cứ Ma Thông, một loại búp bê tâm linh có nguồn gốc từ Thái Lan, được nuôi như con người. Nhiều người bày tỏ lo lắng đoạn video có thể gây ảnh hưởng làm lệch lạc suy nghĩ của trẻ nhỏ. Tối ngày 10 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên về clip gây tranh cãi của Thơ Nguyễn, đại diện truyền thông TikTok đã khẳng định trên nền tảng này không cho phép các nội dung có tính sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dùng. Trong email phản hồi của đại diện TikTok nêu rõ, tại TikTok, chúng tôi cam kết phát triển một môi trường sáng tạo, an toàn và thân thiện với tất cả người dùng. Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi không cho phép các nội dung và hoạt động có tính sai lệch và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dùng lan tràn trên nền tảng. Sự an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của TikTok và chúng tôi vẫn đang nỗ lực loại bỏ các nội dung vi phạm và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có những giải pháp xử lý kịp thời. Sau những ồn ào chiều ngày 10 tháng 3, Thơ Nguyễn cũng đã lên tiếng giải thích trên trang Facebook cá nhân với nội dung TikTok là nội dung 60 giây nên buộc phải chia thành hai clip. Trong clip 1 mình đã chú thích rõ là mình không nuôi và phải siêng học mới học giỏi. Clip tiếp theo thì nói rõ ràng luôn, nếu các bạn xem chưa đầy đủ thì không thể đưa ra kết luận. Ngay sau khi gây xôn xao dư luận, chủ tài khoản Thơ Nguyễn đã chủ động ẩn toàn bộ video của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, rất nhiều tài khoản TikTok khác đã đăng tải lại nội dung hoặc sử dụng tính năng Duet của TikTok để bắt trend trên video trên. Về hướng xử lý tình trạng này, đại diện truyền thông của TikTok cho biết nền tảng này đã sử dụng công nghệ quản lý nội dung để hạn chế và ngăn chặn sự lan truyền của các video này trên TikTok và đang nỗ lực ngăn chặn người dùng khác phát tán các video tương tự trên TikTok. Liên lạc với Thơ Nguyễn vào chiều ngày 10 tháng 3, nữ YouTuber Đình Đám cho biết hiện cô đang cảm thấy khủng hoảng tinh thần và suy sụp sau sự việc trên.